Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với chương trình review map của Mũ Đen. Mũ Đen đây. Hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft bình thường. Thì hôm nay mấy hôm trước thì có lên mạng, tôi có lên mạng có tìm được mấy cái video về map Super Mario Bros. Công nhận là cái map này rất là hay, công nhận, phải công nhận. Thì có ngó qua thì công nhận là cái texture pack kiểu nó thì làm công nhận chuẩn thật, giống thật, rất là giống gạch đấy. Xong phá được. Cái này là cái gì? À rồi. Về căn bản thì đây là luật. Thứ nhất, không được phá bất kỳ thứ gì ngoại trừ khối có dấu hỏi chấm ở cái này à. Ok. Thứ hai, không tự chơi bẩn à không, không phải gọi từ trước cả, đây là không tự lấy đồ cho mình, tức là dùng lệnh để lấy đồ. Cái này thì bị tính là chơi bẩn, công nhận mình chả bao giờ chơi thế cả. Mình là con người vô cùng lịch sự. Không được ăn trộm đồ từ cửa hàng, các cửa hàng mấy thằng dở hơi kìa. Rồi ok. Ngủ trên giường để lưu lại dữ liệu. Sử dụng lệnh tham xét. Được quyền sử dụng lệnh tham xét để chuyển sang buổi tối. Ok. Độ khó thấp nhất là easy. Anh không thích chơi easy, thích chơi normal cơ. Làm gì có nhau. Render distance. Độ xa. Nên để độ xa là normal. Cái này thì ai mà chả để gớm. Để phá khối có dấu hỏi chấm để lấy tiền. Đây à, cái đồng này. Ok. Sử dụng một cách tiết kiệm. Việc gì phải tiết kiệm, có tiền là phải dùng. Nấm là được tính là làm điểm. Càng nhiều nấm thì sẽ càng tìm càng nhiều nấm càng tốt. Và đăng điểm lên diễn đàn. Ok. Multiplayer exchange. Đây là luật dành riêng cho việc cho chơi nhiều người cùng lúc. Mình không chơi nhiều người, mình không chơi nhiều người, mình không cần đọc mấy cái vớ vẩn này. Về căn bản thì cái map này chơi được nhiều người, đông người. Nhưng mà có thêm bạn làm gì? Cho thêm bạn vào vướng chân vướng tay, tốt nhất là cứ một mình ta đi. Sao phải xoắn? Ai rồi nút này là dùng chuyển sang buổi tối đấy, chuyển sang buổi tối rồi ngủ thôi. Chúng ta sẽ lưu mà vị trí bắt đầu ở đây và chuẩn bị chiến. Ok. Hello. À cái này đúng rồi, thằng này để lấy được đồ dùng nên đổi kiếm nhỉ. Thôi lấy tạm kiếm nhỉ. Ok. À từ từ. Fuck you, lấy luôn. Đỡ phí. Mario. Ôi trời ơi. Công chúa có nhìn thấy không? Ôi trời ơi, did you see that? She's gonna ride princess. Princess, princess, no, I'm a shipper. Rồi, ok. Đây một viên nấm. Element là rồi, ok. Bàn 1 bắt đầu. Teo, teo, teo. À từ từ đã. Bật nhạc lên nghe cho nó khí thế. Ok. Đây là ten, 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 ten. Ten 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 tên tên và cung là chắc là biểu hiện cho hoa đấy.
Để bật nhỏ nhạc hay tí, to quá. Tên tăng 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 Hình như thế thôi, chán gì. Chắc phải bật lại cái tự động bật liên tục nghe cho nó thoải mái. What the... À, nấm. Yeah. Shit, và mình phải nhảy lại. Ok, chấp nhận nhảy lại vậy. Mặc dù mình rất ghét người nhảy lại. Tăng 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 tăng. Mình đang đi ngược lại. Shit. Mình bị thiểu năng rồi. Thiểu năng nặng rồi. Fuck. Lại phải nhảy lại. Shit. Fuck this shit. Ok. Hui. Shit. Hui. Shit. Yeah. Xong rồi. Ok lên. Hui. Hui. Yeah. Liar boss. Yeah. Tan 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 tan. Yeah. Pam 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 pam. Yeah. Ta 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 ta. Yeah, hảo rồi. Chúng ta vừa hoàn thành xong màn thứ nhất. Oh yeah. Tiền đầy túi, ok, tiếp. Đây là... Ê. Fuck you. What the hell. Thôi từ từ đã. Cái việc đầu tiên là time set night. Ngủ. À từ từ quên. Ok. Set. Này, ok. Ok, từ từ trong lúc đấy mình phải bật nhạc. Tiếp tục. Element, từ từ xem lại. Element 1, stick 2. Vật liệu. Ê, sao suy xịt lạc lạc. Fuck. Nấm, yeah. Nấm, từ từ đã. Ok. Tum 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 tum. Xin chào mực. Fuck you. Chê đi. Chá. Dê, dê mực. Mặc dù đếch biết dùng để làm gì cả. Tăng tăng tăng. Yeah. Pum 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 pum
Yeah, chúng ta vừa xong màn thứ hai của phần Perfect Water. What the fuck? Sao nhạc tắt rồi? Ok. Tiếp tục ngủ nào. Ok. Ok. Element 1, stick 2, tick 3. Tức là 1, 3 đấy, oh yeah. Cái gì ơi, hom. Fuck. Có cái gì trong này không? À, nấm, no. Yeah, ra kịp. Ta phải giết mực nha. Đang muốn ăn mực nướng. Yeah, cái gì đấy? Nhưng vừa nhìn thấy cái gì đấy? Mình nhớ màn này dạng như đâu có trong... À... Yeah, bonus level, yeah, màn thưởng, yeah. Ăn thôi, chiến. Pew. Fuck. Nhạc đang hay, bị em sao nhỉ? Trên kia có dung nham. Fuck. Cái gì đây? Yeah, nấm. Mình bắt đầu ghét cái tiếng nhạc rồi đấy. Sao có tí tí để tắt ra nào? Ok. What? Lock. Shit. Fuck this shit. Mario. Oh my, oh no, what happened? Quên phải dịch sang tiếng Việt. Trời ơi, sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Tôi đã từng nhìn cái này. Ây, tiếng nhạc vào quá. Fuck, tắt nhạc luôn cho nó nhanh. Trời ơi, không thể nào, chuyện gì đã xảy ra thế này? Tôi đã từng nhìn thấy trước đây, cái khối này trước đây, trong cuốn sách làm sao để cứu công chúa. Có cuốn sách ấy à? Vãi. Thằng nào viết ra cuốn sách đấy thì thật là công nhận ra rảnh thật. Người ta thường bảo rảnh rỗi sinh nông nổi. Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Một khối trong từng một khối trong từng cái gì element là cái gì mình quên bố rồi. Hình như là thôi kệ đi. Sẽ cứu cô ấy. Tôi sẽ vào bên trong để cứu công chúa. Sao cái giọng sướng của thằng Mario nghe bữa ấy nhỉ? Yeah, chúng ta vừa xong phần 1. Oh yeah, fuck yeah. Cái gì đấy? Cất điểm và element. Cất một cái, cất cả tiền để cho chắc ăn. Cất điểm. Rồi mấy cái này mang đi xài. Mất cái vớ vẩn này đi. Hello. Yeah. Có nhiều tiền, tha hồ mà chiến. Nên mua mấy cái này để phòng trừ. Yeah, thịt bò. Mua thêm cái áo giáp nữa cho nó máu. Oh yeah. Mua thêm quần nữa nhỉ. Rồi đẹp, ok, xong. Tatarada. Cất bớt đồ vào thì nếu có bị làm sao thì còn có đồ để mà chữa cháy sau này. Tạm thời hôm nay chúng ta sẽ làm đến đây thôi. Coi như là hết phần 1.
Chúng ta sẽ làm tiếp phần sau vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Còn nhiều tiền này, còn nhiều tiền này, cái gì phải xoắn. Anh cũng nguyên bộ dùng cho nó xí. À! Ê! Ngu rồi. Đời còn gì ngu hơn. Yeah, xin chúc mừng. Xin chào mọi người, thấy không? Mình vừa mua được 4 cái mũ để dùng dần. Bởi độ kiểu 5 của mình đấy, giữ nhầm nút ship, phone không chịu được. Mình càng ngày mình càng thấy mình thật là kiểu 5. Buồn, dã man. 4 cái mũ.